Này từ lúc đầu ấy, em mà đi ra ngoài ấy, em đóng cửa ấy, lúc đấy thằng Kiên với con Thư nó không biết mình hành hạ bố đâu. Anh ấy, cái lúc mà kế hoạch của sát tấn công thì anh vui sướng. Thế lúc bây giờ tiết lộ hết của giới bắt đầu anh đánh em, anh trách em. Bây giờ đánh được thì trách được cái gì? Bây giờ mình cả hai đều làm như là một mình em làm đâu. Bây giờ đang cãi nhau kìa. Tôi đánh em là cái gì? Mà lúc đầu anh có bảo em không? Anh cũng bảo mà bảo là đóng cửa, chặt vào, khóa vào. Thì anh không thấy em khóa cửa đấy à? Ngu. Nó chú nó trèo bây giờ cãi nhau rồi. Nó trèo cổng à, chú đi được cổng à. Cho chứ. Quá hay rồi, mà làm nào nó tự trèo rào mà biết làm thế nào. Em thấy nghe thấy không? Em có anh ạ. Giống với nghe như thế nào có chửi nhau trong phòng đúng không? Vâng. Đi 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 đi. Đi vào xem nào. Có chuyện bây giờ như thế rồi thì anh cứ trách em là sao nhỉ? Lúc đấy em bảo em như nào? Bảo đi đâu cũng phải đóng cửa vào. Khi em mở cửa to như thế mà nó vào chả chả đúng à? Lúc cái đóng rồi chứ bờ treo dài đã biết được. Nói thế còn cãi nha. Nói em còn cãi được nhiều hơn chứ. Ngu còn cãi nữa. Thế cái lúc vừa thành công rồi thì anh vui sướng. Có lúc bây giờ thì anh trách em này kia. Thì do tại ai hả? Chả tại ai cả, tại cả hai. Thế chẳng biết một mình em chịu à? Cả hai bảo đóng cửa đi đóng gì. Mở cửa to ra như thế. Chả đóng đây. Mở chờ nào. Còn cãi nữa không hả? Cái cãi cái nào bây giờ chúng ta chưa đóng rồi cãi cãi. Cả hai đều làm bây giờ thì trách của mình em. Sao anh chưa trả em đi ra anh đóng. Từ sai không nhận làm cãi cãi làm gì. Cãi cũng phải thôi chứ. Cả bản thân anh không phải trách em làm cái gì cả. Mà lúc nay anh không bảo em từ đầu rồi chứ không phải anh không bảo. Thế em không thấy em khóa cửa đấy à? Đi bao trèo ra chứ phải là trèo qua cổng hay đi vào cổng chính. Quá không thì khóa cửa đấy nó vào đúng. Thế bây giờ phải đi nào, phải khóa như nào? Như nào thì đưa kia đổ hết rồi. Chúng nó đang cãi nhau. Đi cãi nhau vì gì không? Chúng nó đang cãi nhau vì là lộ hết kế hoạch ấy. Chúng nó ngu, chúng nó đang cãi nhau rồi, chúng nó đang cãi nhau kìa. Đấy giờ đang cãi nhau rồi. Chắc là lộ kế hoạch, hiểu chưa? Đấy, đang trách nhau là lộ kế hoạch xong rồi thằng kia tát luôn con kia con Ngọc rồi. Đi vào, đi vào, sang đi, đi vào, sang đi, đi vào, sang đi. Anh gọi thế, tập trung quá rồi. Anh ra cho chưa đi. Chúng nói còn cãi. Thì cái lúc sướng gì, cái lúc mà làm sắp thành công thì vui sướng thế. Cái lúc bị lộ. Anh hổ ra phải đánh em. Cái cho chừa. Đàn ông đừng đánh phụ nữ hẹp đấy. Đánh đừng đấy, đánh con chừa, đánh con biết. Sao không làm đi. Anh xui anh rủ em là lừa anh kia mà. Sao bây giờ ai, ai bảo. Ai bảo. Nó đưa cho nó này á. Sao cái lúc mà đi lộ như thế thì bắt đầu là anh trách em là cái anh để em một bờ tư bản thân em chịu hết. Cái gì đổi đầu em. Em phải đánh em hết đây, để đánh bị đi, đánh em hết đây. Này, từ lúc đầu ấy, em mà đi ra ngoài ấy, em đóng cửa ấy, lúc đấy thằng Kiên với con Thư nó không biết mình hành hạ bố đâu. Anh ấy, cái lúc mà kế hoạch của sát tấn công thì anh vui sướng. Cái lúc bây giờ tiết lộ hết của giới bắt đầu anh trách em. Bây giờ được thì trách được cái gì? Bây giờ mình cả hai đều làm như là một mình em làm đâu. Bây giờ đang cãi nhau kìa. Tôi đánh em là cái gì? Mà lúc đầu anh có bảo em không? Anh cũng bảo mà bảo là đóng cửa, chặt vào, khóa vào. Thì anh không thấy em khóa cửa đấy à? Ngu. Nó chú nó trèo bây giờ cãi nhau rồi. Nó trèo cổng à, chú đi được cổng à. Cho chứ. Quá hay rồi, mà làm nào nó tự trèo rào mà biết làm thế nào. Sao bây giờ anh cứ trách em, anh đánh em. Sao không tìm cách làm như nào để cho bọn nó không vào được đi? Lúc ấy nghĩ đấy được à? Thế lúc ấy bảo anh à? Rốt của anh đi ra là sao mà anh cũng chịu. Đấy bây giờ nó biết rồi đấy, không phải bây giờ anh cứ trách em. Lúc đó em bảo anh này giúp của anh đi nói cho sức khác được mà. Cãi ương ương như cãi nhau. Bây giờ thì như nào đây, biết nó biết hết rồi đây. Bây giờ em chịu thôi, lộ rồi bây giờ chỉ có giả vờ thôi. Giả vờ gì đấy? Giả vờ gì nữa, còn cách nào nữa đâu mà giả vờ. Bây giờ mình lỗi hết như thế rồi. Bọn nó đang có mình lên quang cơ. Thế phải tớ chịu. Nó bảo nó giả vờ gì đấy? Để nghe nghe nó coi nhờ. Để nghe nghe. Tớ chịu thôi. Bây giờ kệ cho chú đánh chứ chả biết làm nào cả. Kệ chú đó. Chứ bây giờ... Cái gì? Bây giờ đến mức này rồi mình phải tìm cách đi chứ. Cách gì? Thưa ơi. Bây giờ tôi ăn đây. Alo. Thưa ơi. Bây giờ mình có cách mình bỏ của mình cho. Bây giờ vợ về nhà đi. Bây giờ chú bỏ đánh cãi nhau chú. Hả? Em không biết chúng nữa bây giờ làm cách nào bây giờ. Ừ. Chúng nó đang cãi nhau, chúng nó đang cãi nhau. Bởi vì chúng nó đang trách nhau bảo là làm hỏng cái kế hoạch ấy. Ừ, chúng nó cãi nhau, chúng nó đánh nhau rồi. Khéo khi sắp chia tay ly hôn nhau rồi. Đang cãi nhau trong phòng. Cho chúng nó chừa là chúng nó đang đánh nhau rồi. Ừ, mình lát nữa vào về thôi.
Này nó nói giả vờ gì anh ạ? Nó bảo là nó chuẩn bị giả vờ cái gì ấy. Nhưng mà đừng vào nhá. Vâng. Mình nghe để mình làm sao để mình biết kế hoạch trước của nó, hiểu chưa? Đúng rồi anh. Mình đừng vào, bây giờ vào để nó biết đấy. Vâng. Bây giờ cứ kệ chúng nó, để cho chúng nó cãi nhau, chúng nó đi. Để cho ấy, chúng nó tự xử lý nhau. Vâng. Bây giờ mình cứ đứng ngoài mình xem là nó thực hiện âm mưu gì. Hình như nó chuẩn bị nó thực hiện cái âm mưu gì sắp tới đúng không? Đúng rồi, đúng nó rồi anh ạ. Nó bảo cái gì? Nó bảo giả vờ gì anh ạ? Nó bảo cái gì? Tôi vào vâng. Xem nào. Vào xem nào. Bây giờ em tính như nào đây? Bây giờ có chuyện như thế rồi. Bây giờ chẳng lẽ mình để im được à? Thì thôi mình nhìn đi chứ biết làm nào nữa. Nhìn gì? Nửa cái nhà thế là được rồi. Nhìn thì nó đưa mình lên công an à? Mày tìm cách tiếp tục đi nữa chứ. Nhìn thì nó đang ngồi ngồi, nó có cho lên nữa đâu. Anh không phải ôm mây bố mày ra định còn nửa tiếp à? Không cho lên nữa, nó bây giờ phải là giả sư đỏ. Mình cứ giả, mình sẽ nghe rồi nó. Mình giả mình mất trắng tay à? Hả? Em ngu đi, tìm em suy nghĩ cái gì ấy. Bây giờ trả nó rồi mình còn cái gì nữa đâu. Thôi thôi, cái số đó giả, xong rồi để giả nó cho nó nguôi chuyện đi. Em nói thế thì ngu đấy hả? Nó định lên em số đó giả chứ. Đúng rồi anh ạ, nó làm số đó giả. Có nặng em làm từ đấy thì em nghĩ là nó không biết đâu. Sao không biết, chả có gì đâu biết cả. Bây giờ chỉ có cách đấy thôi để cho nó nguôi chuyện thôi. Còn mình nhìn một tí thì nó không cho lên công an đâu, chứ gì mà mình cứ càng làm càng nó càng lên công an. Anh để im đâu? Giờ đấy. Anh cứ nhìn một tí đi, chắc là ra cứ phải cùng quan thế này nhở? Càng quan nữa càng lên quan, bây giờ mình cứ gì? Cảnh thấy nó đang âm mưu, ngồi âm mưu rồi nhở? Thế anh với mày ấy, đừng nói chuyện gì cho ai biết để cho mình, để cho chúng nó thực hiện cái âm mưu đi. Vâng. Mình biết mình sẽ xử lý chúng nó. Bắt thành trận luôn. Quay lại bây giờ chưa? Em quay rồi anh ạ. Vâng. Chúng nó đã cho nó đang âm mưu với nhau để chúng nó đã kế hoạch đấy, hiểu chưa? Vâng, nó quay hoàn mà anh. Thì là anh đi về đi. Vâng, đi về nhá. Chúng nó đang âm mưu với nhau. Cảnh mình đứng không được nào nữa chứ. Chúng nó đang âm mưu với nhau. Bây giờ ấy mình về nhà để mình nói chuyện với chị Thư đã. Đúng rồi anh ạ. Bàn cách đấy. Anh âm mưu. Bọn khốn nạn thật. Khốn nạn nhở? Anh ông nghĩ là nó khốn nạn như thế bởi vì là anh nghĩ là chúng nó thay đổi rồi cơ. Bây giờ chúng nó còn âm mưu với nhau. Nó bảo làm sổ đỏ giá nữa. Ừ. Về đi. Quay lại. Đi về rồi tính tiếp được chưa? Đúng rồi anh ạ. Về anh.